Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nóng, hạm đội biển đen của Nga gửi tín hiệu cứng rắn tới Kiev, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ tàu nào tiếp cận bán đảo Crimea. Tàu Nga tập trận tấn công tàu ngầm NATO. Trong khi đó, quân đội Nga nhận thức sâu sắc về mối đe dọa đến từ UAV TB2 Ukraine, nhưng Nga đã có giải pháp. UAV TB2 Ukraine bị chọc mù mắt, Nga đưa cuộc chiến tàn khốc trở lại, Kiev hết cửa thắng Đồng thời, quân đội Nga âm thầm vào thế, chuẩn bị ra đòn. Ukraine sẽ không đỡ nổi đòn đánh chí mạng đến từ quân đội Nga. Cụ thể ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế sáng ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Nóng, hạm đội Biển Đen của Nga gửi tín hiệu cứng rắn tới Kyiv. Hạm đội Biển Đen của Nga đã gửi tín hiệu cứng rắn tới Kyiv, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ tàu nào tiếp cận bán đảo Crimea tàu nga tập tấn công tàu ngầm NATO trong bối cảnh quan hệ nga-Ukraine diễn biến theo chiều hướng xấu đi, thì việc gần đây với sự xuất hiện của tàu chiến mang tên Donbass của hải quân Ukraine ở lối vào eo biển Kerch đã khiến nga phải gửi lời cảnh báo gay gắt tới Kiev, dừng các hành động khiêu khích tiếp theo gần biên giới nga. Lời cảnh báo của nga đó là tổ chức cuộc tập trận bất thường của hạm đội Biển Đen, các tàu chiến, máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa bờ biển của nga đã thực hiện các cuộc tấn công tiêu diệt các tàu địch đang cố gắng xâm nhập trái phép lãnh hải của Nga. Theo truyền thông Nga, các hệ thống tên lửa bờ biển Bashan, tàu tuần tra và máy bay chiến đấu đã tham gia các cuộc tập trận gần bờ biển Crimea. Nhờ các hành động phối hợp của các đơn vị thuộc hạm đội biển đen của Nga, con tàu mục tiêu của đối phương đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Đáng chú ý là hành động của Hải quân Nga gợi nhớ đến tình huống gần đây xảy ra với tàu kiểm soát của lực lượng Hải quân Ukraine mang tên Donbass vốn công khai phớt lờ yêu cầu của quân đội Nga và đe dọa tiếp cận lãnh hải Nga. Các chuyên gia lưu ý rằng, phía Nga đã cho Kiev hiểu rằng, trong điều kiện hiện tại, Nga không có ý định chịu đựng các mối đe dọa chống lại mình, và nếu cần thiết, Hải quân Nga sẽ sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ ngay lập tức, như hành động của cuộc tập trận trên. Trong khi đó, đợt tuần tra của kinh hạm đô đốc Grigorovic và tàu tuần tra Dmitry Rogatiev tại vùng biển Địa Trung Hải đã trở thành rắc rối cho NATO khi hai tàu chiến của Hải quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công vào một tàu ngầm của NATO ở biển địa Trung Hải. Hành động của hai tàu chiến trên của Nga không chỉ khẳng định Hải quân Nga không chỉ thể hiện sự sẵn sàng hoạt động ở những vùng biển mà NATO coi là hoàn toàn là sân của mình mà có thể phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của một trong các nước NATO. Theo cơ quan báo chí hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, một số nhiệm vụ đã được thực hiện cùng một lúc, bao gồm cả việc tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm Đồng thời, ngoài tàu chiến, các đơn vị không quân hải quân cũng tham gia diễn tập tác chiến chiến thuật. Người phát ngôn hạm đội Biển Đen cho biết, để thực hiện nhiệm vụ phối hợp chiến đấu, các phi công của máy bay trực thăng săn ngầm KA-27PS trên tàu Đô Đốc Rikorovic đã tiến hành một số bài huấn luyện theo kế hoạch trên biển để tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm. Cũng liên quan đến hai quốc gia láng giềng của Nga, cùng tiếp giáp với Biển Đen là Georgia và Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố các dự thảo hiệp ước với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh. Một trong những điểm chính là từ chối triển khai vũ khí hạt nhân, từ chối các hành động khiêu khích và đe dọa, cũng như việc triển khai các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Liên Xô cũ. Điều kiện tiên quyết là Nga yêu cầu Mỹ và khối quân liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO loại trừ hoàn toàn sự gia nhập của Georgia và Ukraine vào khối này. Việc Ukraine và Georgia gia nhập NATO có thể được liên minh này sử dụng như một công cụ gây áp lực lên Nga. Đồng thời, nếu điều này xảy ra, thì các lực lượng của NATO sẽ xuất hiện bên cạnh biên giới Nga, cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa, vũ khí tấn công sẽ được triển khai mà Moscow có ý định ngăn chặn. UAV TB2 Ukraine bị chọc mù mắt Nga đưa cuộc chiến tàn khốc trở lại, Kyiv hết cửa thắng Quân đội Nga nhận thức sâu sắc về mối đe dọa đến từ UAV TB2 Ukraine gây ra và đang chuẩn bị ứng phó bằng một biện pháp truyền thống có từ hàng thiên niên kỷ. Quân đội Ukraine đang có những chiếc máy bay không người lái sát thủ mới. Quân đội Nga nhận thức sâu sắc về mối đe dọa mà những chiếc máy bay không người lái như vậy gây ra và đang chuẩn bị ứng phó bằng một biện pháp truyền thống có từ hàng thiên niên kỷ, đó là khói. Máy bay không người lái TB2 một sản phẩm của công ty Baika Defense đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến năm 2020 giữa Azerbaijan và Armenia. Lần này, Cave đã sở hữu hàng chục chiếc TB2 như vậy và sẵn sàng hướng tới thành công tương tự. Năm 2020, Hải quân Ukraine đã đặt hàng 5 chiếc TB2. Cave và Ankara đã đàm phán riêng một thỏa thuận để ngành công nghiệp Ukraine chế tạo thêm 48 chiếc TB2 theo thỏa thuận nhượng quyền. Vào đầu năm nay, những chiếc TB2 của Ukraine đã thực hiện sứ mệnh giám sát đầu tiên ở khu vực Donbass. Đến tháng 10, một chiếc TB2 của Ukraine đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại đây, tiêu diệt một khẩu lựu pháo của phe ly khai. Ngay lập tức, Nga bắt đầu triển khai lực lượng hùng hậu, được cho là có đến 100.000 quân, 1.200 xe tăng ở biên giới với Ukraine. Một loạt các lực lượng hỗ trợ bao gồm các radar giám sát mặt đất, thiết bị gây nhiễu vô tuyến và thiết bị giả tín hiệu GPS. Các thiết bị gây nhiễu và giả mạo có thể giúp lực lượng phòng không đánh lạc hướng hoặc bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, Điện Kremlin không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Trong trường hợp tác chiến điện tử và lực lượng phòng không thất bại, quân đội Nga sẽ triển khai phương thức phòng thủ bằng máy bay không người lái cuối cùng dưới dạng máy tạo khói. Quân đội Nga từ lâu đã sử dụng các phương tiện tạo khói dã chiến như một phần của các tiểu đoàn tác chiến hóa học lực lượng khói sẽ có nhiệm vụ che khuất các lực lượng khác, khiến kẻ thù khó xác định mục tiêu. Khói ở đây tất nhiên không chỉ là màn khói tự nhiên đơn thuần, các bình xịt đặc biệt mang theo những mảnh kim loại nhỏ, không chỉ che giấu quân đội khỏi tầm quan sát bằng mắt thường mà còn che giấu được cả cảm biến hồng ngoại. Người dùng mạng xã hội mới đây phát hiện các phương tiện tạo khói TDA-2K của Nga và các thiết bị tạo khói khác được triển khai như một phần trong kế hoạch mở rộng quân sự gần biên giới Ukraine. TDA 2K là phương tiện có thể tạo ra màn khói dài 1 km, kéo dài hàng giờ. TDA 2K dường như được triển khai cùng với các tên lửa phòng không OSA. OSA với tên lửa dẫn đường bằng radar tầm bắn 16 km là một trong những hệ thống chống máy bay không người lái chính của Nga. TDA 2K có thể bảo vệ OSA khỏi chính những chiếc máy bay không người lái mà hệ thống này đang xa lùng. Quân đội Nga vào cuối năm ngoái đã thực hành cách tiếp cận này trong các bài tập phòng thủ chống máy bay không người lái. Trong cuộc tập trận vào tháng 12 năm 2020 ở Chelyabinsk, một máy tạo khói TDA-3 đã được đưa lên hàng đầu, che khuất các hệ thống phòng không Tor M1 và Panzer S. Radar ngay sau đó phát hiện các máy bay không người lái Takyon và Orlan đang bay tới và chuyển tọa độ cho các khẩu đội Tor và Panzer tiến hành bắn hạ các máy bay không người lái cách xa tới 10 km. Tuy nhiên, cũng rất dễ nhận ra nhược điểm của máy tạo khói chống máy bay không người lái. Rõ ràng, sự hiện diện của màn tạo khói là một dấu hiệu cho thấy bên trong đó có thứ rất giá trị. Bởi vậy, màn khói sẽ là phòng tuyến cuối cùng. Quân đội Nga âm thầm vào thế, chuẩn bị ra đòn. Ukraine sẽ đối mặt cùng lúc hai cơn ác mộng. Theo nguồn tin, quân đội Ukraine sẽ không đỡ nổi đòn đánh mà quân đội Nga đang âm thầm chuẩn bị. Tối ngày 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam, một nguồn tin đã đăng tải một video được người dân ghi lại cho thấy một đoàn xe bọc thép của quân đội Nga được sơn hai chữ quen thuộc MC chuyển từ Samara về hướng biên giới Ukraine. Trang tin quân sự của Nga lưu ý rằng đoàn xe bao gồm 15 chiếc BTR-82A thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập gìn giữ hòa bình số 15 – và điểm đáng chú ý là số hiệu của tất cả các xe đều đã được xóa bỏ. Cảnh đoàn xe cơ giới của Nga được người dân ghi lại. Hiện vẫn chưa rõ lộ trình di chuyển chính xác của đoàn xe bọc thép Nga nói trên. Tuy nhiên, các nhà phân tích của nguồn tin đã đưa ra nhận định rằng Moscow có thể đơn phương đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass để bảo vệ công dân Liên bang Nga. Cần lưu ý rằng Ukraine và phương Tây hiện đang cáo buộc khoảng 175-190.000 tới quân Nga ít nhất trong 50 tiểu đoàn đã triển khai dọc theo và bên trong biên giới Ukraine. Căn cứ vào vị trí của Samara, nếu đích đến của đoàn xe cơ giới là biên giới Ukraine, thì nhiều khả năng sẽ rất gần với Donbass. Có nghĩa là sẽ có hai kịch bản xảy đến nếu lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga được triển khai ở Donbass. Đầu tiên là kịch bản Nagorno-Karabakh, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ kiểm soát toàn bộ giới tuyến Donbass trong sự bất lực của phía Ukraine cuộc xung đột Donbass từ âm ỉ sẽ chuyển sang đóng băng. Viễn cảnh thứ hai nguy hiểm hơn nhiều đó là kịch bản Nam Ossetia. Kiev sẽ lựa chọn hành động như Georgia vào năm 2008, gián tiếp kích hoạt cái gọi là cuộc xâm lược của Nga theo đúng những gì đã diễn ra trong chiến tranh Nam Ossetia. Và có lẽ cả hai kịch bản này đều là những cơn ác mộng đối với Ukraine. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.